Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Hẳn các bạn gái mê truyện cổ tích đều mong mỏi sau này khi lớn lên sẽ tìm được một chàng hoàng tử. Nene nhà ta cũng vậy, nàng mê câu chuyện của Lọ Lem lắm. Sáng nay, Nene còn nhìn thấy một chiếc giày bị đánh rơi ở trước cổng cơ. Không biết ai là chủ nhân của nó, liệu có phải là chàng hoàng tử mà Nene tìm kiếm bấy lâu nay không? Hãy cùng theo dõi tập phim ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim tìm hoàng tử cho Nene. Nene đóng quyển truyện Lọ Lem, hài lòng sung sướng với cái kết đầy viên mãn. Xin ngồi bên cạnh chẳng thèm quan tâm gì, chỉ lo ăn thôi à. Cô cậu chạy tót đi chơi, hẹn gặp lại ở công viên. Nene tiêu nghỉu chán trường, đúng là đàn ông khô khan tệ bạc, chẳng cảm nhận được cái hay cái đẹp là gì cả. Ố, xin để quên mũ rồi nè. Nene cầm theo chạy ra ngoài để trả lại, nhưng xin đã lên xe mẹ đi mất. Khổ, gì mà nhanh thế cơ chứ. Hết mũ, ông xin còn làm rơi cả giày trước cổng nhà Nene. Chà, y như trong truyện Lọ Lem đánh rơi giày ấy nhở. Tới công viên, xin ngạc nhiên vì đây không phải giày của mình. Cô cậu vẫn đang đi hai chiếc đây này. Với cả, giày xin là màu vàng cơ mà. Vậy chiếc giày xanh này là của ai? Chị đại tưởng tượng ra ngay đây là giày của một vị hoàng tử. Chàng sẽ đến tìm lại chiếc giày bằng cách thử đi nó. Mới nghĩ thôi mà sướng cả người rồi. Nên bắt anh em cùng đi tìm chủ nhân của chiếc giày ngay lập tức. Nhóm xin ngại lắm, vì trời thì nắng nóng, biết tìm đến bao giờ. Nhưng mà không nghe lời Nene, bà nhõi này bắt ở lại chơi trò gia đình thì còn mệt hơn. Thôi, anh em đành chấp nhận, chiều theo ý vậy. Nene dẫn mọi người tới một tiệm làm đầu. Nene đang crush anh thợ làm tóc ở đây. Cầm chiếc giày trên tay, anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói rằng nó không phải giày mình, vì chân mình đâu có bé thế này. Buồn ghê cơ. Để tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm, Nene quyết định sẽ tập hợp toàn bộ các bạn trai trong trường mẫu giáo lại để tổ chức buổi thử giày. Mấy ông tướng nghe mà đã thấy mệt rồi, nhưng mà thử chối xem, bà Nene lại chẳng tẩn cho một trận đi chứ. Và thế là rất nhanh chóng, buổi thử giày đã diễn ra. Một hàng dài các bạn nam đợi đến lượt thử. Người đầu tiên bị chật. Cô bé thử giày xong, còn đòi vô biểu diễn xoay nước mũi cho mình xem. Hết người này đến người khác, cả chục lượt trôi qua mà chưa tìm ra ai vừa chân cả. Đấy là chưa kể, có vẻ đám đông tụ tập tới đây chỉ để xem bô diễn nước mũi. Nene thất vọng ghê gớm, chả lẽ hoàng tử trong mộng không ở khu vực Kasukabe chăng? Thôi, cố thêm chút nữa vậy, xin mời người tiếp theo. Còn ai nữa đâu mà mới. Ôi thế hả? Nene suy đoán, vậy khả năng cao, chủ của chiếc giày không học ở trường mẫu giáo Futaba mà ở trường khác. Chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm thôi. Hả? Như thế biết đến bao giờ? Nene mặc kệ, đòi anh em huy động nhân lực cho mình. Không thể chịu đựng mãi, nhóm xin quyết định phải vùng lên chống đối. Nene lộng quyền quá rồi, trời thì đang nắng mà cứ bắt người ta làm hết cái này sang cái khác. Thôi, giải tán, ai về nhà nấy, không có dép guốc gì hết. Ơ khoan, thế còn chiếc giày này tính sao? Nói mới nhớ, tính ra anh em trong nhóm chưa ai thử đi giày này cả. Xin bảo Kazama thử trước. Nếu vừa, Kazama chính là người trong mộng của Nene. Ta nói đôi khi xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, Kazama thì cứ đòi xin thử trước. Ok, thích thì chiều, xin mạnh dạn xỏ chân vào giày luôn. Thấy chưa, chiếc giày này quá nhỏ so với chân của xin. Nào, xin mời Kazama. Cậu từ từ cho chân vào, rồi bật khóc sung sướng vì chiếc giày không vừa. Tới lượt bô, cậu căng thẳng tới mức, nước mũi đóng lại luôn. Mọi căng thẳng chỉ được giải tỏa khi cái chân của bố không nhét vừa chiếc giày. Còn mỗi Masao, ban đầu cậu tính chơi bài né, nhưng trước sức ép của anh em, đành lấy hết can đảm, thử xỏ chân vào giày. Mọi người nín thở hồi hộp quan sát. Ôi không, vừa rồi kìa, không, không thể nào. Tiếng hét thất thanh của Nene vang lên. Cô bé bị sốc, tuyệt đối không chấp nhận Masao đầu cơm nắm làm hoàng tử của mình. Nene đau đớn bỏ chạy, còn Masao thì cảm thấy có chút buồn trong lòng trước phản ứng thái quá của Nene. Tất cả đều hay biết rằng chủ nhân của chiếc giày chính là ông nhõi Shin đây. Chuyện là mẹ Misae mua cho Shin đôi giày mới, lúc ngang qua nhà Nene thì đánh rơi mà không hề hay biết. Ôi, tội Masao ghê cơ. Tập phim buổi cà phê bão tố. Sáng sớm mẹ đau đầu dán mắt lên bản đồ, dò tìm gì đó. Đúng lúc ấy dì Musae ghé qua, nhìn bộ dạng chán trường của mẹ nên hỏi thăm ngay lập tức. Chuyện là, hôm qua mẹ đi cà phê với hội phụ huynh, mẹ Kazama rủ mọi người cùng tới một quán cà phê mới mở đang hot dạo gần đây. Vì đường tới đó khá xa nên chắc phải di chuyển bằng ô tô. Vấn đề là, ai sẽ lái ô tô chở mọi người đây? Ai cũng hơi ái ngại, mẹ Misae đánh giơ tay xung phong vậy. Ngạc nhiên hơn, các bà mẹ cũng lần lượt giơ theo. Ấy, để tôi. Thôi, chị để tôi đi. Nhưng qua nhượng lại một hồi, chốt lại vẫn là mẹ Misae. Đến cười với mấy bà mẹ này thôi. Thì Misae thấy các bà mẹ kia dũng cảm ghê, dám giao phó tính mạng của mình để ngồi lên xe mẹ Misae. Không đâu gì ạ, họ hiểu nguy hiểm thế nào nên mới đưa cho con cái này. Xin lấy ra một tờ giấy mà mẹ Nene đã viết, nhờ cô bé đi cho xin. Tờ giấy viết, cầu mong mọi thứ sẽ ổn. Thì Misae cười hả hê, trong khi mẹ Misae thì phát cáu. Trở lại với chuyện cà phê, mẹ cùng dì tìm vị trí của quán để xem đường đi như thế nào. Xem chừng cũng hơi ngoằn ngoèo, hơi khó xíu với một tay lái như mẹ. Dì còn bảo, nếu dì mà là các bà mẹ kia, dì sẽ ở nhà ngủ khỏe, cứ đi với mẹ chẳng biết đường nào mà lần. Ê dì ơi, nói thế là lại chọc giận mẹ rồi. Mẹ chợt nhớ ra, sao dì lại tới đây nhở? Dì kể tháng nay thiếu tiền, dì đang đói quá, chẳng còn tiền mua gạo luôn, nên qua đây xin mẹ cứu trợ. Được,
Cứu trợ hả? Dễ thôi, làm đời, không ai cho không ai cái gì. Mẹ bắt gì phải lau chùi ô tô cùng mình, rồi cùng mẹ đi thử tới quán cà phê xem đường xá ra sao. Trên đường, để tăng tính chân thật, xin rủ mọi người cùng đóng vai các bà mẹ. Xin là mẹ của Kazama, Hima là mẹ Masao, Dì là mẹ Nene. Nào, mình cùng diễn thử nào. Xin đọc đảnh cất lời. Thời tiết hôm nay đẹp quá các chị nhỉ. Hima cũng nhí nhố cười phụ họa cho anh. Dì tấm tắc khen xin diễn giỏi ghê. Ấy chết, mẹ đi quá, quên rẽ vào đoạn đường kia mất rồi. Mẹ đổ tội, tại mấy dì cháu làm trò hề khiến mẹ mất tập trung. Dì và xin phản kháng, khuyên mẹ đừng đổ lỗi cho người khác nha. Mẹ vòng xe quay lại để rẽ vào đoạn đường cũ, nhưng một lần nữa mẹ lại đi quá. Dì cũng phải vắt cáu với mẹ luôn, chả chịu tập trung gì cả. Càng đi càng thấy sai sai. Mọi người đang di chuyển vào một con đường, hai bên trồng toàn rau xanh. Đường thì bé tí tẹo, đã thế trước mặt lại còn có một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều. Rồi xong, ai nhường ai đây? Cũng may chiếc xe rẽ ngang nên mẹ không cần đi lùi lại. Bố mẹ con dì cháu tiếp tục băng rừng để tìm quán cà phê. Mẹ thắc mắc, sao người ta có thể mở quán ở nơi khỉ ho có gái như thế nhỉ? Con dì thì thắc mắc, biết quán như vậy, sao mẹ và hội chị em vẫn cố đi cho bằng được? Ô, tới nơi rồi nè. Dì quay ra gọi Xin và Hima thì thấy hai đứa đã ngủ say từ lúc nào. Quán trông cũng ổn áp phết đấy chứ. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng, đồ ăn ngon mắt. Xin và dì đòi ăn luôn. Dù sao mọi người cũng đã cất công lặn lội tới đây rồi. Mẹ không đồng ý, lôi cổ dì cháu về vì hôm nay mình chỉ đi khảo sát thôi, không phải đi ăn. Sáng hôm sau, mẹ cùng các cô lên đường. Mẹ Kazama khen hôm nay thời tiết đẹp. Trời ơi, giống hệt như những gì hôm qua Xin diễn. Có lẽ nào mọi thứ lại giống y hệt diễn biến hôm qua không nhỉ? Vừa rất suy nghĩ, mẹ lại quên rẽ, phải vòng lại như hôm qua. Hôm nay, trên đoạn đường nhỏ, chiếc xe tải kia lại xuất hiện, nhưng thay vì rẽ ngang, nó lại còi inh ỏi xin nhường đường, không còn lựa chọn nào khác. Mẹ đành đánh xe lùi lại, chắc do hồi hộp căng thẳng quá, mẹ chật lái, xe mém chút nữa rơi xuống ruộng rau. Thôi thì mẹ Kazama đành cầm lái thay mẹ, còn mẹ Masao xuống chỉ dẫn. Sau một hồi vật lộn, mọi người cuối cùng cũng tới quán, ăn trưa ngon lành. Ra về, ai nấy cũng vui vẻ, khoan khoái, riêng mẹ Misae vẫn còn đang trầm cảm nhẹ, phải đưa chìa khóa, nhờ ai đó lái hộ thôi, chứ mẹ bỏ tay chấm com rồi đấy. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới tận phút cuối. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ cho kênh của chúng mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Ja, matene!